Với phiên bản này thì mình chỉ cần kéo cái phần khóa này xuống dưới một chút. Đó, và mình đưa chân vào. Cực kỳ là dễ luôn anh em ạ. Đó, đưa chân vào một cái thì cái miệng này này, nó đã rộng ra như thế này rồi. Đó, và anh em chỉ cần kéo lên một chút nữa thôi. Đó, rất là dễ dàng. Khi mà chân vào rồi thì tất cả chúng ta hãy chỉnh form dáng của nó là không hề khó khăn một chút gì luôn. Lót tăng chiều cao bên trong 6-5cm, kéo lên một phát là vô cùng là dễ dàng và đẹp. Đó, anh em chúng ta nhìn thấy là form vô cùng đẹp luôn. Về cái phần đế lần này thì bên mình đã được khắc phục toàn bộ hết tất cả bằng đế diễu, vô cùng là chắc chắn và được khâu toàn bộ, đảm bảo cho anh em, bảo hành cho anh em đi vào trong vòng 1 năm 2 năm không phải lo về vấn đề về chất lượng của sản phẩm nhá. Đó, khi mà mình đi lên chân này, cổ dày rất là ôm, form dáng mũi không quá dài và không quá nhọn. Đó, phần gót rất là đẹp, chúng ta có thể nhìn ngắm tất cả những xung quanh của cơ thể. Với phiên bản này thì mình rất là ưng ý về cái tính năng của cái sản phẩm này, và anh em yêu thích thì hãy để lại ngay số điện thoại ở phía dưới clip nha, thì mình sẽ liên hệ và gửi hàng cho các bạn.